Chim Sẻ lần này sẽ nhận thêm thất bại gấp đôi lần trước. Số thứ hai này sẽ có một sự trả thù đến từ Chim Sẻ dành cho Bibi. 3 dân câu voi nhưng mà cuối cùng là không có dân nào quay trở về. Chuyện đó chắc là xưa rồi, bây giờ không coi trệt chân nữa đâu. Mình là Hoài An, hay còn được biết đến với cái tên là An Trung Phan. Vũng Ngọc Kim Chi ạ. Mình là Mèo Sao Hỏa và mình rất là vui khi được tham gia chương trình ngày hôm nay. Cực kỳ xinh đẹp. Nếu mà được chọn thì mình nghĩ mình sẽ chọn cả 3. Tuyệt vời. Sẽ lên để nhận chiếc hộp hình phạt. Ôi. Sao cảm giác có con gì ở gần đấy thế? Đã bị sư tử vồ một lần. Bên trái có cục đá đấy. Từ đấy xong này đã rồi nhảy tiếp. Cách sang bên trái một chút nhá. Đi đi. Đến ra đấy. Trước mặt rồi đấy. Mọi người đã từng chơi tựa game Đế Chế chưa? Mình cũng có chơi rồi, từ mười mấy năm về trước ấy. Tái hiện lại cuộc chiến lịch sử này bằng chất liệu game Đế Chế. Đúng như tôi dự đoán, đây là vị trí khu nhà chính của Persian. Lực lượng cung thủ đã được Chim Sẻ điều đi đánh chặn từ xa, chặn đứng con đường tiến vào căn cứ của mình. Cố thủ cho anh lên 4. Ui, có đứa hót phát này. Badlanders, game bắn súng sinh tồn thế hệ mới hân hạnh tài trợ chương trình này.